mình đem lên đường lánh nạn của ga Dầu Dây, lên đỉnh dốc đường lánh nạn luôn. Lên đỉnh dốc lánh nạn, đường lánh nạn của ở ga Dầu Dây. Mình đang đi lên đỉnh nha, coi trên này sao nha. Đỉnh rồi. Sắp lên tới đỉnh rồi. Đây là đỉnh dốc đường lánh nạn ở ga Dầu Dây. Bây giờ mình lên tới đỉnh nha. Thank you.
Thank you.